là tuyệt vời. Thank you anh. Cảm xúc thế nào? Mà yêu. Anh em đủ nước chưa? Thì anh em mình tô như thật đấy chứ. Muốn còn đủ chai nước chưa? Hôm nay đưa các anh chị em đi đô đô trải nghiệm leo núi. Cầm đô lên đô. Đây là đang nghỉ chân ăn trưa ở đỉnh số 2, đỉnh Hoa Đỗ Quên. Ok, quá là ngon lành luôn.